Giá gà hôm nay ghi nhận thay đổi, giá gà riêng nghệ An hôm nay tăng mạnh từ 53.000 đồng mỗi kg lên 63.000 đồng mỗi kg, nâng mức giá gà ri hiện tại lên 50.000 đến 63.000 đồng mỗi kg. Gà nòi hôm nay vẫn chưa có thay đổi, giữ mức 72.000 đồng mỗi kg. Gà mía, gà Minh Dư cũng chưa có thêm biến động, giá vịt hôm nay dao động từ 45.000 đến 52.000 đồng mỗi kg, giống như hôm qua. Trong đó thủ đô Hà Nội và Phú Thọ là những địa phương có giá vịt cao nhất, giá bán thấp nhất được ghi nhận tại đó là biểu đồ giá trứng gà hôm nay đi ngang, không khác gì so với hôm qua cũng như những ngày trước đó. Trong đó, giá trứng gà trắng từ 1.900 đến 2.400 đồng mỗi kg, giá trứng gà đỏ thấp hơn, dao động từ 1.700 đến 2.000 đồng mỗi kg, giá gà lung trắng tăng giá sau nhiều ngày chững ở mức 38.000 đồng đến 38.500 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp lông trắng hôm nay có dấu hiệu tăng nhẹ. Giá gà trắng loại trên 3 kg con bán tại các trại giao động từ 39.000 đồng đến 39.500 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng loại trên 3,4 kg mỗi con bán buôn khoảng trên 40.000 đồng mỗi kg. Theo các thương lái, do các trường học đón học sinh quay lại trường sau dịp nghỉ hè nên nhu cầu tiêu dùng gà thịt tăng nhiều hơn so với trước. Trong khi đó, nguồn cung mặt hàng này có xu hướng giảm nên giá gà tăng dần. Khảo sát giá các loại gà khác, chúng tôi thấy giá gà tam minh dư bán ở các vùng đông nam bộ giao động từ 66.000 đồng đến 69.000 đồng mỗi kg. Giá gà lai bán buôn ở các vùng Thái Bình, Nam Định cao nhất đạt trên 70.000 đồng mỗi kg. Giá gà mía loại trên 4 tháng tuổi bán ở các vùng Hà Nội, Hòa Bình phổ biến ở mức 73.000 đồng đến 76.000 đồng mỗi kg, có trại bán loại gà trên 5 tháng được 90.000 đồng mỗi kg. Giá gà xương đen đuôi khoảng 6 tháng tuổi bán ở các vùng Lào Cai đạt trên 100.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt ở mức cao, nhiều thương lái đặt cọc tiền mua vịt non ông Phạm Văn Hồi, chủ trại vịt ở Kim Bản, Hà Nam cho biết, hiện vịt thịt vẫn được giá nhiều thương lái quen của ông còn chủ động đặt cọc tiền mua vịt non để có đủ hàng bán cho khách tại các thành phố. Thông thường vịt nướng phải 35 đến 40 ngày mới được tuổi xuất bán nhưng đến giờ vịt tại trại của tôi mới được 25 ngày đã có lái xuống cọc để gom hàng. Ông Hồi nói, theo ông Hồi, với giá vịt hiện tại khoảng gần 50.000 đồng mỗi kg, người nuôi có lãi khoảng vài chục triệu đồng mỗi một không không vịt giá vịt siêu thịt ở các vùng phía Nam vẫn duy trì ở mức từ 48.000 đồng đến 51.000 đồng mỗi kg theo ông Phạm Văn Thụ thương lái ở vùng Đồng Nai nhiều tháng nay nguồn cung vịt thịt vẫn khá hạn chế nên giá vịt luôn duy trì ở mức cao đến nay các trại đã tích cực tái đàn nhưng do giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao cùng với dịch bệnh nhất là dịch cúm trên đàn vịt phức tạp nên công việc chăn nuôi của bà con khó khăn hơn Hiện các trại tăng đàn khá chậm nên khả năng từ nay đến cuối năm giá mặt hàng này sẽ vẫn duy trì ở mức trên dưới 50.000 đồng mỗi kg. Ông Thụ dự đoán, giá vịt sim bán ở các vùng Đồng Nai, Long An duy trì ở mức khoảng gần 60.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời các trại bán buôn vẫn được trên 80.000 đồng mỗi con, giá vịt đẻ thải bán từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi con giá vịt biển loại trên 3,5 tháng bán buôn cao nhất khoảng trên 100.000 đồng mỗi kg. Giá vịt cổ xanh, vịt bầu bán ở các vùng yên bái, cao bằng khoảng trên 75.000 đồng mỗi kg. Giá gà, vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 53.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 52.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày miền đông dao động trong khoảng 48.000 đồng mỗi kg. Gà thịt long màu ngắn ngày, miền tây dao động trong khoảng 49.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền bắc dao động trong khoảng 38.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền trung dao động trong khoảng 35.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền đông dao động trong khoảng 35.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền tây dao động trong khoảng 35.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt super em miền đông dao động trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt rim bao, miền đông dao động trong khoảng 51.000 đến 52.000 đồng mỗi kg.